hết lớp. Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Đối tượng tham gia, thời gian dự thi được công bố. Người dân Hà Nội bất chấp chỉ thị giãn cách đi tập thể dục lúc 3 giờ sáng để qua mặt lực lượng chức năng. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép cách ly có điều kiện với F0 không triệu chứng mới phát hiện tại nhà. Các tỉnh thành trên cả nước cùng nhau tổ chức siêu thị không đồng, chung tay giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tránh ùn tắc tại các chốt kiểm soát, Hà Nội cấp thẻ xanh nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh. Đoàn thể thao Olympic Hàn Quốc lo ngại thực phẩm tại Olympic Tokyo lấy từ vùng nhiễm phóng xạ. Vận động viên cử tạ người Uganda bỏ trốn, muốn ở lại Nhật làm việc vì quê nhà quá khó khăn. Số ca mắc mới Covid-19 trong ngày ở Hàn Quốc cao nhất từ trước tới nay. Ronapriver, thuốc điều trị Covid-19, niềm hy vọng cho các bệnh nhân nhẹ và trung bình. Mưa lớn bất thường, con đập tại tỉnh Hà Nam Trung Quốc được dự báo có thể sập bất cứ lúc nào. Hòn đảo Âu, thiên đường dành cho các tín đồ mây mèo. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với bản tin Chào Bạn Đài Lê Sắp News. Bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ tối theo giờ Nhật Bản trên kênh Xin Chào TV thuộc ứng dụng Netlove và phát lại trên kênh YouTube Xin Chào TV. Đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn dành riêng cho người Việt sinh sống và làm việc tại nước ngoài nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2, trong đó có nêu rõ những đối tượng được tham gia dự thi, thời gian thi cụ thể của từng môn. Theo hướng dẫn, những đối tượng thí sinh được tham gia kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 bao gồm thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nên chưa hoàn thành bài dự thi đợt 1 hoặc không thể tham gia kỳ thi đợt 1. Thí sinh đã dự thi đợt 1 nhưng chưa thể hoàn thành vì những lý do khác, trừ các lý do như bị kỷ luật vi phạm biên chế thi. Với đối tượng thí sinh không thi đợt 1 do ảnh hưởng Covid-19 mà do vì khác cần có đơn xin dự thi đợt 2, trong đó nói rõ lý do không hoàn thành các bài thi ở đợt 1. Thí sinh đã dự thi đợt 1 nhưng chưa hoàn thành sẽ không phải bắt buộc thi đủ 4 bài thi mà được bảo lưu những bài đã thi, chỉ dự thi bài thi chưa thi ở đợt 1. Đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tính từ ngày 5 tháng 8. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào các ngày 6, 7 tháng 8. Thí sinh sẽ lần lượt làm các bài thi ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, ngoại ngữ. Trong trường hợp chuyển thí sinh đến dự thi ở hội đồng thi của địa phương khác, Sở Giáo dục Đào tạo nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi chịu trách nhiệm chuyển các thông tin cần thiết cho hội đồng thi nơi thí sinh chuyển đến dự thi để phục vụ công tác tổ chức thi, bảo đảm việc đi lại, ăn ngủ, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 và an toàn sức khỏe, ổn định tâm lý cho thí sinh trong quá trình dự thi. Theo ghi nhận xung quanh khu vực Hồ Tây, nhiều người dân đã đi tập thể dục từ lúc tờ mờ sáng để né cảnh sát khi thủ đô đang nhận lệnh giãn cách xã hội. Trong khi đó, lực lượng chức năng ở Hồ Gươm cũng phải túc trực từ rạng sáng để yêu cầu người dân không đi bộ, đạp xe. Hầu hết những người tham gia tập thể dục lúc 3 giờ sáng nay đều không đeo khẩu trang. Lấy lý do vì dịch ở nhà ngột ngạt nên phải đi tập thể dục và họ lựa chọn khung giờ sớm nhất vì sợ bị công an đuổi. Các lực lượng chức năng cũng phải dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn và giải tán những người đang tập thể dục. Thay vì làm việc theo giờ thông thường thì hiện tại các lực lượng chức năng phải làm thêm vào lúc sáng sớm để ngăn chặn người dân vi phạm quy định. Mặc dù được yêu cầu rời khỏi tuyến đường xung quanh và trở về nhà, nhiều người vẫn đối phó. Họ né các cán bộ của chốt để tiếp tục đạp xe, đi bộ trên các tuyến đường khác. Đến khoảng 5 giờ, lượng người đạp xe đạp, đi bộ ngày càng đông hơn. Thấy chốt kiểm soát thì họ lại né để đi đường khác. Một cán bộ công an chia sẻ, nhiều người dù biết có lệnh cấm nhưng vẫn làm, dù có ngăn đường này thì họ vẫn sẽ đi đường khác. Để giảm tải áp lực cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh, mới đây Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra yêu cầu các địa phương lập khu điều trị cho F0, xem xét cách ly những trường hợp F0 không triệu chứng mới phát hiện tại nhà. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các địa phương ban hành ngay quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung cho F0 thuộc địa bàn quản lý. Đối tượng áp dụng là các F0 có kết quả xét nghiệm nhanh hoặc kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR dương tính và không có triệu chứng lâm sàng, không có bệnh lý nền hoặc bệnh lý nền nhưng đã được điều trị ổn định, không béo phì. Các cơ sở cách ly F0 tập trung trên địa bàn có thể dùng cơ sở hạ tầng có sẵn như ký túc xá trường học, chung cư mới chưa đưa vào sử dụng, khách sạn, nhà nghỉ, trường học, quy mô căn cứ theo số F0 điều trị và điều kiện của mỗi địa phương. Mỗi cơ sở cách ly tập trung phải bố trí phòng sơ cấp cứu với trang thiết bị cơ bản, có bình oxy ít nhất là 5 đến 10 bình, các trang thiết bị y tế và thuốc cần có như bộ dụng cụ cấp cứu cơ bản, thiết bị đo độ bão hòa oxy trong máu qua da SpO2, phương tiện phòng hộ cá nhân, thuốc hạ sốt, vitamin, v.v. Nhân sự chuyên môn gồm bác sĩ, điều dưỡng từ nguồn nhân lực bệnh viện, trung tâm y tế, sở y tế, khuyến khích vận động nguồn lực y tế tư nhân và bác sĩ nghỉ hưu có sức khỏe tốt trên địa bàn. Tại cơ sở cách ly tập trung, khi người bệnh có dấu hiệu chuyển nặng thì khẩn trương cho người bệnh thở oxy và liên hệ trung tâm cấp cứu 115 hoặc tổ cấp cứu ngoài viện của bệnh viện địa phương để chuyển bệnh nhân đi điều trị kịp thời. Trước những diễn biến phức tạp liên tiếp của dịch Covid-19 trên địa bàn, các chiến sĩ công an, quân đội trên khắp các tỉnh thành đã có sáng kiến triển khai chương trình siêu thị không đồng, chia sẻ yêu thương nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch. Chương trình này không chỉ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh mà những nơi như Khánh Hòa, Cần Thơ đều đã thực hiện. Trước mắt, siêu thị không đồng của các chiến sĩ công an thành phố Cần Thơ đã nhận được một số hỗ trợ và nhu yếu phẩm của các cá nhân, đơn vị bao gồm hơn 6 tấn gạo, 1.000 con gà, 2.000 quả trứng, 2 tấn rau củ cùng các loại bột ngọt, đường, nước mắm, nước tương, có tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Phụ nữ phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang mở gian hàng không đồng trên đường Hồng Chồng, phường Vĩnh Phước nhằm hỗ trợ các mặt hàng nhu yếu phẩm cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những người dân đến nhận đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm trong mùa dịch. Nguồn thực phẩm hầu hết là do các mạnh thường quân trên địa bàn gửi tặng đến các hộ gia đình khó khăn. Chính quyền cũng yêu cầu các địa phương, huyện, xã mở rộng mô hình siêu thị không đồng để chung tay hỗ trợ cùng nhau vượt qua đại dịch. Trước tình trạng ủng tắc tại 22 chốt kiểm soát dịch ra vào Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố và Sở Giao thông Vận tải khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục. Cụ thể, đối với phương tiện kinh doanh vận tải, Sở Giao thông Vận tải đã có hướng dẫn thực hiện đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện. Các loại phương tiện được đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh. Các phương tiện bao gồm xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Có hành trình vận chuyển đi đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch. Xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh có hành trình vận chuyển đi đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch. Thủ tục cấp đăng ký nhận diện phương tiện ưu tiên đi vào luồng xanh được thực hiện trực tuyến trên cổng thông tin đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc tại địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn. Các doanh nghiệp đăng nhập và làm theo hướng dẫn, sau khi đăng ký thành công, lái xe tự in thẻ nhận diện kèm mã QR để dán lên xe. Theo thông tin được biết, đoàn thể thao Hàn Quốc sẽ tự chuẩn bị ăn uống cho vận động viên và quan chức tham dự Olympic Tokyo vì lo ngại các bữa ăn tại làng Olympic ở Tokyo có nguyên liệu từ cảnh Fukushima, nơi xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân. Cụ thể, 14 đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng từ Hàn Quốc sẽ sang Nhật Bản và chuẩn bị khoảng 420 suất ăn mỗi ngày với các nguyên liệu từ Hàn Quốc. Thì với các nguyên liệu mua tại Nhật Bản, họ sẽ tiến hành kiểm tra phóng xạ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết vào năm 2016, các nhà chức trách Nhật Bản đã giám sát chặt chẽ ô nhiễm thực phẩm và thực hiện các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn việc bán và phân phối thực phẩm bị ô nhiễm tại Nhật Bản và bên ngoài Nhật Bản. Nghị sĩ Masahisa Sato, thuộc đảng cầm quyền LPD trong Hạ viện Nhật trả lời phỏng vấn của báo Yomiuri cho biết, chúng tôi đã chuẩn bị các nguyên liệu rất cẩn thận với lòng hiếu khách. Sato đánh giá hành động của Ủy ban Hội thể thao Hàn Quốc là đang chà đạp lên trái tim của những người dân Fukushima. Mặc dù Nhật Bản và Hàn Quốc đã bình thường hóa quan hệ vào những năm 1965, nhưng quan hệ giữa hai nước thường xuyên căng thẳng, xuất phát từ việc Nhật Bản từng chiếm bán đảo Triều Tiên làm thuộc địa trong quá khứ. Một sự kiện khá bất ngờ đã xảy ra tại Olympic Tokyo khi vào tuần trước, một vận động viên cứu tạ người Uganda đã biến mất khỏi khách sạn nơi anh ở để lại dòng chữ: "Tôi muốn làm việc ở Nhật Bản vì cuộc sống của tôi ở Uganda rất khó khăn, tôi sẽ không trở lại Uganda." Vận động viên này được xác định là Julius Tetichenko, là vận động viên cứu tạ. Nhân viên khách sạn cho biết anh ta để lại vali và hành lý trong phòng, nhưng ghi rằng muốn hành lý được chuyển cho vợ mình. Theo điều tra, người này là người đầu tiên đã đến từ ga Shin Osaka, từ ga gần nhất khách sạn mà anh ta đang ở. Chúng tôi nhận được thông tin một người đàn ông da đen gặp khó khăn khi mua vé tại ga Kumatori lúc 6:30 sáng Kesa, thứ sáu tuần trước. Các cuộc điều tra sau đó thì cho thấy có vẻ anh này đã được nhìn thấy trên camera an ninh tại ga Jia Nagoya. Chúng tôi chưa khẳng định, nhưng Nagoya có số lượng người Uganda ở lại Nhật Bản nhiều nhất. Cựu cố vấn của JOC, Ủy ban Olympic Nhật Bản Ryoji Katsuga nói, tất nhiên, anh ta sẽ bị hủy tư cách thi đấu Olympic. Tôi không biết chính phủ sẽ làm gì, nhưng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc trục xuất. Đây là một sự việc dở khóc dở cười đối với cảnh sát Nhật Bản, vì họ cũng chưa biết phải giao vận động viên này lại cho ai và cũng chưa có cách xử lý. Mới đây, cảnh sát Tochigi đã bắt giữ một nhóm 7 người có quốc tịch Việt Nam tham gia cá độ bóng đá. Cảnh sát thành phố Utsunomiya cũng đã bắt giữ Nguyễn Văn Lợi và đồng bọn gồm 7 người khác với tội danh đánh người liên quan đến cá độ bóng đá. Vào ngày 3 tháng 4, Lợi đã dùng dao uy hiếp một đồng hương khác tên Nguyễn Văn Trần, dẫn đến một nhà hoang ở tỉnh Ibaraki, yêu cầu gọi điện về gia đình tại Việt Nam để nhanh chóng chuyển trả số tiền 130 man, tương đương 270 triệu đồng, mà Trần đã thua lỗ trong trò chơi cá độ bóng đá. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA sáng 21 tháng 7 thông báo số ca mắc Covid-19 mới ở Hàn Quốc là 1.784 ca, mắc cao nhất từ trước tới nay, do các vụ lây nhiễm tập thể tiếp tục lan rộng trên toàn quốc với sự xuất hiện của biến thể Delta rất dễ lây lan. Theo KDCA, trong số những ca mắc mới, có tới 1.726 ca lây nhiễm trong nước và số ca bệnh mới đã liên tục ở mức trên 1.000 ca trong 2 tuần qua. Cũng theo KCDA, đã có thêm một ca tử vong bởi dịch Covid-19 ở Hàn Quốc, nâng số người tử vong bởi đại dịch lên 2.060 người. Khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, nơi chiếm một nửa dân số Hàn Quốc, là điểm nóng về dịch bệnh do các đợt lây nhiễm liên tục. Bên cạnh đó, số ca nhiễm mới ở khu vực ngoại ô cũng đã tăng lên mức cao kỷ lục. Các cơ quan y tế Hàn Quốc lo ngại sự lây lan nhanh biến thể Delta với 951 ca mắc mới được báo cáo trong 7 ngày qua, chiếm 76% trong số 1.252 ca lây nhiễm biến thể virus tại các địa phương. Hãng dược Rochikua Thụy Sĩ ngày 20 tháng 7 thông báo Nhật Bản đã phê duyệt đầy đủ thuốc tiêm tính mạch Ronapivir để điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 ở mức độ nhẹ tới trung bình. Hỗn hợp kháng thể của thuốc Ronapivir gồm bộ đôi hai kháng thể đơn đồng Casirivimab và Indevimab, giúp giảm đáng kể nguy cơ phải nhập viện hoặc tử vong đến 70% ở các bệnh nhân có nguy cơ cao và không nhập viện.
Thuốc cũng rút ngắn thời gian có triệu chứng bệnh xuống còn 4 ngày. Các thử nghiệm giai đoạn 1 cho thấy thuốc an toàn và dung nạp với người Nhật Bản. Thuốc có thể sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên, cân nặng tối thiểu 40kg. Ông Levi Garaway, Giám đốc Y tế và trưởng Bộ phận Phát triển Toàn cầu của Roche cho biết, Ronapriver đã được chứng minh có thể tăng tỷ lệ sống sót với những người có nguy cơ cao, giảm nguy cơ nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân gắt COVID-19 không nhập viện. Thuốc có thể duy trì hành động chống lại các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể Delta. Nhật Bản là nước đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng đầy đủ với thuốc Ronapriver. Ngoài ra, thuốc này cũng đã được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp ở Liên minh châu Âu, Mỹ, Ấn Độ, Thụy Sĩ và Canada. Hiện thuốc đang được cơ quan dược phẩm châu Âu đánh giá lại. Theo thông tin từ quân đội Trung Quốc, một con đập tại tỉnh Hà Nam Trung Quốc có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào sau khi bị hư hại nghiêm trọng bởi những cơn mưa xối xả trút xuống và gây nhiều thiệt hại cho tỉnh này. Đơn vị địa phương thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đưa ra cảnh báo trận mưa như trút nước đã gây ra vết vỡ dài 20m ở đập Yihitan ở Lạc Dương, thành phố có khoảng 7 triệu dân nằm ở phía tây tỉnh Hà Nam, gây ra nguy cơ có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Vào ngày 20 tháng 7, một vết nứt dài đã xuất hiện trên con đập Yihitan. Con đập có thể bị sụp đổ bất kỳ lúc nào. Cơ quan thời tiết nước này đã phải đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với tỉnh Hà Nam vì những trận mưa lớn gây gián đoạn nhiều hoạt động trên diện rộng. Nhiều người đã phải sơ tán khỏi khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng. Đây là lượng mưa cao nhất từng được ghi nhận trong vòng 60 năm qua tại thành phố này. Với lượng mưa trung bình 3 ngày qua, bằng cao một năm tại Lạc Dương, lũ lụt thường xảy ra trong mùa mưa ở Trung Quốc, cuốn trôi đường xá, hoa màu và nhà cửa. Mối đe dọa này tồi tệ hơn sau nhiều thập kỷ. Một phần do việc xây dựng tràn lan các đập và đê đã chặn dòng nước chảy giữa sông với các hồ lân cận, phá vỡ các bãi bồi giúp hấp thụ phần nào nước dâng vào mùa hè. Hòn đảo Azumi này nằm ở thành phố Uzu, tỉnh Ehime, một hòn đảo khá ít dân cư. Trong 10 năm trở lại đây, dân cư của hòn đảo này ngày càng giảm đi, nhưng ngược lại số mèo trên đảo lại bắt đầu tăng lên. Hiện tại số mèo đã gấp 6 lần dân cư. Được biết, hiện nay chỉ còn vỏn vẹn 15 người dân trên đảo nhưng số lượng mèo đã lên đến cả 100 con. Đây sẽ là thiên đường dành cho những ai yêu thích mèo. Và cách thức đi ra đảo này như sau, cách đi. Đầu tiên hãy đến ga Ion Nagayama, rồi sau đó đi bộ khoảng 2-3 phút ra đến cảng, lên tàu rồi ra đảo. Giá vé cho người lớn là 680 yên, còn trẻ em là 340 yên. Một ngày chỉ có 2 chuyến đi và 2 chuyến về nên cẩn thận nha. Nếu ai ở xa thì có thể thuê nhà trọ khách sạn ở Matsuyama rồi di chuyển sớm đến đó. Vì hòn đảo này không có chỗ ở lại nên mọi người hãy lưu ý không được bỏ lỡ chuyến tàu về là đất liền. Bản tin Japan Daily Top đến đây là kết thúc. Chúng ta xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lúc 20 giờ tối mai theo giờ Nhật Bản. Đừng quên tải ngay app Deadline để đó xem những chương trình hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Nhật Bản nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Hãy subscribe.